Đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị, từ đêm nay trở đi, vùng xoáy thấp sẽ tác động và khiến cho các tỉnh thành phố ở Bắc Bộ có mưa rông. Trong đó, khu vực các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình và Nam Định là những nơi có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Từ chiều tối và đêm mai trở đi, khi vùng xoáy thấp tiến sát tới Bắc Bộ hơn nữa, vì thế miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rông diện rộng. Ngày 12 đến 13 tháng 9 thì có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to và rông mạnh. Trong ngày mai ở miền Bắc cũng có lúc có mưa, tuy nhiên chưa có khả năng xuất hiện mưa lớn mà chỉ là những cơn mưa rông cục bộ. Với thời tiết như vậy thì nền nhiệt ngày mai ở miền Bắc chưa có nhiều biến động, vẫn duy trì trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Vùng xoáy thấp ở phía Bắc cũng có tác động đến thời tiết khu vực phía Bắc của miền Trung, khiến cho Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong đêm nay trời cũng chuyển mây nhiều hơn, chiều và tối mai thì có mưa rải rác. Nền nhiệt ở 3 tỉnh phía Bắc miền Trung dao động trong khoảng từ 33 đến 34 độ. Còn ở khu vực các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận nằm ngoài vùng tác động của xoáy thấp ở phía Bắc, vì thế trong ngày mai trời vẫn có nắng sớm, nền nhiệt cao từ 33 đến 35 độ. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh dần. Trong tối nay, mưa dông còn duy trì diện rải rác, nhưng đến đêm muộn thì hết. Ngày mai, Tây Nguyên và Nam Bộ trời nắng gián đoạn, chiều thì có mưa dông sớm. Nền nhiệt ở khu vực Tây Nguyên từ 27 đến 30 độ, trong khi ở miền Tây Nam Bộ, nhiệt độ chỉ từ 30 đến 31 độ. Tại miền Đông, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Trên biển, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Bắc của Biển Đông, khu vực biển huyện đảo Hoàng Sa vẫn là những vùng có mưa rào và dông mạnh. Còn ở phía Nam, khu vực biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây của khu vực giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của khu vực huyện đảo Trường Sa, trong đêm nay và ngày mai, gió Tây Nam sẽ tăng lên mức cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét khiến cho biển động. Mưa dông cũng xuất hiện nhiều hơn, tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới 10 km. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.